Triều Tiên đang chuẩn bị bắn nhiều tên lửa tầm ngắn gần ngày 18 tháng 10, ngày khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, diễn ra 5 năm một lần, theo tin của một nhật báo Hàn Quốc. Mỹ-Hàn gần đây phát hiện khoảng 30 tên lửa Scud được đưa từ Hwangju, phía nam thủ đô Bình Nhưỡng, đến một cơ sở bảo trì ở thành phố miền Tây Nampo, theo tờ nhật báo kinh doanh châu Á đặt ở Seoul cho biết, đồng thời nói rằng đây có thể là hành động phản đối các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, trong đó huy động cả các khí tài quan trọng của Mỹ như tàu sân bay. Theo trang tin express.co.uk, người ta nghĩ rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tức giận với Trung Quốc sau khi đất nước đồng minh duy nhất đứng về phe Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành trừng phạt Triều Tiên. Các tên lửa tầm ngắn phóng từ Nampo có thể đánh được các mục tiêu như Đại Liên hay Thanh Đảo của Trung Quốc. Triều Tiên làm dấy lên những quan ngại về khả năng nổ ra Thế chiến 3 khi nước này tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm tên lửa năm nay.